Đây mấy nay cũng rất là lạnh, lạnh là do không có nắng. Tối mà dựng lều nằm ngủ ngoài trời á, thì có lạnh không? Lạnh chứ. Lạnh không phải là thấy bà nội bà ngoại, thấy mẹ, thấy ông nội ngoại đâu, mà lạnh thấy chính mình luôn. Phải tự hỏi bản thân là tại sao phải run, tại sao phải lạnh. Ok, và như thế hết lạnh.